Đi giao dịch tại ngân hàng có vi phạm chỉ thị 16 không? Hiện nay Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố khác đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà trong những trường hợp cần thiết, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính. Vậy hành vi đi giao dịch tại ngân hàng có được xem là cần thiết không? Chỉ thị 16 quy định, ngân hàng là tổ chức tín dụng được phép hoạt động để cung cấp kịp thời dịch vụ cần thiết. Ngân hàng là tổ chức được phép hoạt động trong thời gian giãn cách, việc người dân đi giao dịch tại ngân hàng là chính đáng, không thuộc trường hợp ra đường khi không cần thiết tuy nhiên không phải mọi giao dịch nào tại ngân hàng cũng là chính đáng người dân đến ngân hàng để rút tiền mua lương thực thực phẩm thì là cần thiết như người dân đến ngân hàng để đổi tiền để mở tài khoản ngân hàng là không thực sự cần thiết trong bối cảnh giãn cách xã hội chỉ thị 16 được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh hạn chế sự tiếp xúc giữa mọi người trong một thời gian nhất định người dân cần tuân thủ tuyệt đối để việt nam chiến thắng đại dịch đi giao dịch tại ngân hàng nếu thuộc trường hợp cần thiết thì không vi phạm chỉ thị 16 và không bị xử phạt ra đường không cần thiết phạt bao nhiêu ra đường không thuộc trường hợp được phép ra khỏi nhà thì sẽ bị xử phạt theo nghị định 117/2020 như sau. Điều 12. Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. B không báo cáo với ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật. Vậy ra đường không cần thiết trong thời gian giãn cách bị phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi. Có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì các bạn sẽ bị phạt 1 triệu đồng, có tình tiết tăng nặng thì bị xử phạt đến 3 triệu đồng. Ví dụ, đã bị nhắc nhở nhưng cố tình không thực hiện, chống đối lực lượng chức năng. Không có các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ thì bị phạt mức trung bình của khung hình phạt là 2 triệu đồng. Người dân Hà Nội được ra đường khi nào? Người dân Hà Nội được phép ra đường trong những trường hợp cần thiết sau: mua lương thực, thực phẩm thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác, đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Các hoạt động chính trị, đối ngoại cấp bách, quan trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép, các lực lượng và các hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác. Người dân thành phố Hồ Chí Minh được ra đường khi nào? Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng chỉ thị 16 tăng cường, người dân được ra khỏi nhà khi. Trong khu phong tỏa, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế, mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị chợ trong khu phong tỏa, hai lần tuần, sử dụng phiếu đi chợ siêu thị do chính quyền địa phương cấp. Khu vực có nguy cơ rất cao. Từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà. Trong các khu cách ly, người đang thực hiện cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác, trừ trường hợp cấp cứu y tế. Các gia đình có ca F0, F1 thực hiện cách ly tại nhà. Thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không ra khỏi nhà, trừ trường hợp cấp cứu y tế, lương thực, thực phẩm thiết yếu sẽ được chính quyền hỗ trợ, cung cấp tại nhà. Các khu nhà trong các hẻm nhỏ, chẳng chịt, đông người, mật độ dân số cao. Thực hiện triệt để yêu cầu giãn cách giữa cá nhân với cá nhân. Cơ quan nhà nước, tổ chức làm việc luân phiên cách ngày hoặc buổi trong ngày tại cơ quan chỉ dạ đường trong trường hợp có việc cấp thiết